Hôm nay anh em làm nhiều việc cho nên là không nấu kịp. Thì là mình mua cơm ngoài nhà hàng Liên Đu các bạn nhé. Wonderful. Để cho anh em ăn cho tiền luôn, nên nấu thì không nấu được. Bởi vì là sáng nay một số anh em làm hoàn thiện nốt ở dưới ruộng các bạn. Mà thì giờ anh em mình bỏ tạm vào đây, ngâm nước ở đây các bạn ạ. Sáng mai là cấy, ngày mai là cứ thế này là cấy thôi các bạn ạ. Đấy. Sao biến đất đôi phát ra sinh á. Tiến hành cấy. Nào, mũi tu qua rồi nào. Ok, hello, chào các bạn nhá. Chào các bạn. Ok, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Team Huyền Thoại Châu Phi. Nay anh em vẫn tiếp tục với công việc ruộng các bạn, ruộng lúa. Nhưng mà anh em tranh thủ lên làm cái đường vào ấy. Cái này là hôm sau để anh em mình làm cái cổng luôn này. Mấy cái gạch này thì hôm trước anh em mình bốc lên đây nhưng mà nó nằm phía dưới ấy thì nó bị vỡ dưới cùng. Còn gạch ấy thì anh em mình trở về dưới kia hết rồi. Đấy. Đây là mình làm cái cổng để đi vào. Cổng vào trang trại thì hôm sau mình sẽ làm ở đây luôn, ngay chỗ xe đầu đấy, nên là phải giải phóng cái này để lấy cái lối vào để cho anh em đào mương hai bên cái đường vào luôn. Chứ ở đây nếu mà mùa mưa là vào sẽ bị lún các bạn ạ. Sẽ bị lún nên là phải làm mương rồi làm ấy. Hôm nay anh em mình phải cho máy cày vào để vận chuyển cái đất này đi, cái gạch đất này đi. Và anh em san bằng ấy là ngày mai ngày kia là sẽ đi theo cái lối đi chính của trang trại, lối này là sẽ cố định luôn các bạn nhé. Đấy. Còn giờ trưa rồi, mình hôm nay anh em làm nhiều việc cho nên là không nấu kịp. Thì là mình mua cơm ngoài nhà hàng Liên Đu các bạn nhé, vào cho mấy anh em ăn. Thì giờ là ở chỗ này nó cũng sạch rồi, anh em ngồi đây tranh thủ ăn ở đây luôn thôi. Ăn xong là đi làm. Đấy. Tí nữa ăn xong là anh em tất cả anh em đi vào trong trang trại của Linh Philip các bạn ạ. Là đi lấy mạ. Đấy, lấy mạ để ngày mai là anh em tiến hành cấy lúa. Ngày mai là tất cả anh em là tập trung cấy lúa. Cấy một vài ngày cho xong lúa là lúc đấy là sẽ chuyển sang việc khác các bạn nhé. Lúa xong thì nó khỏe thôi. Thế là lúa chưa xong thì cũng đang mệt lắm. Hả? Máy có máy cày các bạn, vận chuyển đất đá rồi vận chuyển tất cả vật liệu đây là có máy cày đấy. Không có máy cày là cũng mệt đấy. Chúng ta phải đi ra ra. Đi ra ra lên cái xa. Vâng đá đi. Acho que você comenda, né? Sim. Lava mal, comenda, depois vai e tá depois. Aí vai na moeda, sabe? Como é levar, né? Leva. Já tem coisa aí? Esse água para lavar mal. Còn nước rửa tay đang hoàng đấy các bạn. Tem phun, tem arroz, yeah? Sim. Có cả cơm, cả bột ngô nha các bạn. Chia ra cho anh em, chia ra ăn thôi. Mình tranh thủ chạy về nhà lấy ra để cho anh em ăn này. Đi với đi. Chia đồ ăn à? Chia đồ ăn, cho anh em chia đồ ăn.
Thành ra bây giờ về nữa. Đi làm trang trại ăn cơm suất của nhà hàng mới đây. Vậy thì ta phải làm cái gì? Nó thì ta phải. Mình cái tapa para meter encima. Dạ. Cái tờ làm trại. Nó vô. Nó đi đâu một cái gì? Đến cái đợt này rồi mà ăn uống vẫn còn phải tạm bợ các bạn. Chưa đi vào quy củ được. Ok nha các bạn. Rồi bây giờ anh em làm rồi, anh là 11 rồi, anh là anh em ăn. Mời các bạn ăn. Ăn cơm gì? Ăn cơm mà thịt lên. Anh là rau. Ngon. Mời các bạn. Mời các bạn ăn nhá. Mời các bạn ăn. Ăn ngon. Come in. Ngon phôi. Bây giờ anh em bắt đầu ăn các bạn nhé. Ăn xong nghỉ một tí là anh em sẽ đi lấy mạ ở bên chỗ trang trại Linh Flip. Mạ thì đợt này anh em mình mạ tốt rồi, anh em mình sang nhổ chứ không phải là sẩy như kiểu đợt trước các bạn nhé. Đấy, giờ ăn xong nghỉ ngơi tầm 30 phút xong là đi tất cả anh em đi sang bên chỗ trang trại của Linh Flip luôn. Đấy. Vì thế cho nên mình mua thức ăn sẵn của Linh Đù để cho anh em ăn cho tiền luôn, để nấu thì không nấu được. Bởi vì là sáng thì một số anh em làm hoàn thiện nốt ở dưới ruộng các bạn. Rồi thì một số anh em thì chuẩn bị cái đường dọn dẹp cái chỗ này để làm đường. Đấy. Bon comida. Hả? Ăn uống giờ vẫn đang còn tạm bợ các bạn. Chưa quy củ được. Bây giờ cứ có thức ăn để mà ăn nó có chất để mà làm cái đã chứ. Xong xuôi rồi thì lúc đấy thì sẽ sướng hơn. Giờ thì anh em mình cũng như anh em Angola thôi chứ cũng không khác gì. Hai anh em cũng đi từ sáng đến tối, nhiều lúc buổi trưa cũng không ăn. Ok, giờ tí nữa sang bên chỗ trang trại Linh Flip mình sẽ quay thêm cái đi lấy mà các bạn nhé. Để cho anh em ăn xong nghỉ là tí nữa đi làm. Thank you.
các bạn ơi, anh em đã lấy mà bên lính Philip về rồi. Giờ anh em cho xuống ruộng để bỏ dưới nước các bạn. Ngày mai để cấy. Sáng mai vào chuẩn bị một một số công tác, chuẩn bị thêm một tí nữa là cấy thôi. Tre rồi chứ? Mà thì giờ anh em mình bỏ tạm vào đây, ngâm nước ở đây các bạn. Sáng mai là cấy. Cấy thì ngày mai nước nó cũng lấp sắp thế này thôi các bạn. Nó dễ cấy, không cấy nước to. Qua đi. Dạ. Qua được qua xin. Ngâm nước thế này là mai là tiến hành cấy rồi các bạn. Cái này một ruộng thì cũng không hết bao nhiêu, bởi vì ruộng anh em mình ruộng bậc thang nên nó cũng bé. Ngày mai là cứ thế này là cấy thôi các bạn. Đấy. Sao bị nó đập bôi phá ra xinh á. Đấy. Mai thế này anh em tiến hành cấy. Nào, mũi tu qua rồi nào. Đấy. Tá bom, esse é só o experimentar. Chega. Mais se pang lá cair, cá bana. Acabou? Sim. Ah. Đấy, thì mà thì hôm nay anh em mình cũng đưa về đây rồi. Đây thì bón phân chuồng với mấy cái dải ruộng trên cùng đây là anh em mình đã chuẩn bị ok rồi các bạn nhé. Sáng mai thì kéo qua đất một cái nữa là anh em tiến hành cho lân NPK vào và cho anh em tiến hành cấy thôi. Mai thì phần đông anh em ở nhà cấy, còn tầm 3-4 anh em gì đấy là tiếp tục sang bên trang trại của Linh Philip để nhổ mà tiếp các bạn ạ. Bởi vì hôm nay anh em mình cũng nhổ về để đủ cấy buổi sáng này. Thì sáng mai mấy anh em đấy nhổ bên kia, buổi trưa mình sang trở về là vừa đẹp. Đấy. Đầu này thì anh em cũng đang nhặt nốt những cái cỏ còn sót nữa là xong. Cấy thì ở đây anh em mình 1-2 ngày thì chưa xong được. Ở anh em mình đây phải cấy 3-4 ngày mới xong được. Thì là sẽ chuẩn bị từng ô một các bạn nhé. Video hôm nay chắc là anh em mình xin tạm dừng tại đây. Thì các bạn ngày mai kia đón xem video anh em tìm huyền thoại tiến hành cấy lúa các bạn nhé. Cảm ơn các bạn luôn đồng hành và theo dõi anh em mình nha. Chào các bạn. Chào các bạn. Ok. Amanya, vai plantar. Sim. Cedo, cedo, é? Sim. Amanhã vamos cedo, é? Sim.